á, em không biết, em không nhớ nó ở đâu, em nhiều lắm. Mỗi bé là ở một nơi, em ở quận 7 anh ơi. Mỗi bé là ở một nơi, mọi người hiểu không? Mấy anh vô mấy anh xem hàng thử đi. Mất có 200-300 ngàn thôi, mất thiệt. Mọi người vô xem lại hai bé nào ngon nhắn tin riêng. Đi chơi riêng liền. Tôi không có nói láo mấy ông làm gì đâu, mấy ông nói thiệt. Tôi mà nói láo nhá, em hề với mọi người luôn. Em mà nói láo mọi người, em làm con chó của mọi người lên đây mọi người chửi chửi chết con mẹ em luôn cũng được nữa. Em nói thiệt, em thề. Ông nào thử vô lớp của em đi một lần đi, xem coi em nói có phải sự thật không. Mấy ông vô lớp học của tôi xong mấy ông kêu chứ sao anh không biết lớp học của em lâu nhỉ. Anh nào muốn vô lớp thì nhắn tin qua cho em nhé, số em để ở trên màn hình. Em thề với mọi người luôn, thử vô lớp của em một lần đi. Má gái phải nói gái đẹp luôn á, tại vì bên em toàn gái sinh viên không mà mấy anh, em nói thật. Toàn sinh viên không mà ngon lắm. Ông nào vô mà gạ được một em nào thì đúng ngon. Làm vợ bé cho ông được. Thì đó em kêu là vô lớp của em đi, thầy bé nào ngon ngon thì nhắn tin gạ chơi riêng. Mấy ông dại lắm. Mấy bé giờ làm sinh viên nên là không có tiền đi học á mấy anh. Anh nào làm sugar daddy đi cho mấy bé kìa. Vô xem hàng mấy bé như thế nào để chứ là mới 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 chơi riêng được chứ. Anh nào muốn vô lớp của em thì nhắn tin qua cho em nhé, số em để ở trên màn hình 0589 633 527. Anh nào muốn vô thì nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn nhé, số em để ở trên màn hình. Thà luôn, ông nào chơi với lớp tôi xong mà kêu không sướng á, tôi trả tôi lại cho mấy ông luôn. Anh nào muốn vô lớp nhắn tin em nhé, số em để ở trên màn hình. Thề luôn á mấy ông thử vô lớp tôi một lần đi, xem coi có pha không, xem coi có ra sữa không. Ông nào chơi với tôi chỉ có ra sữa thôi. Ủa anh ơi, em đâu kêu anh lấy em đâu anh. Em kêu anh là vô lớp học của em xem thử một lần đi. Có 200-300 bạc thôi mà xem được cả tháng. Có vài trăm bạc à, mọi người xem được cả tháng. Mọi người cứ coi như là nhịn ăn một bữa đi. Nhịn ăn một bữa thôi cũng được nữa. Vô thử một lần đi rồi ship ơi, có phải tôi nói đúng không? Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin em nhé. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò của học sinh nhắn tin qua cho em. Thôi kêu là sò sinh viên đi nha. Anh nào xem sò sinh viên nhắn tin qua cho em, số ở trên màn hình 0589 633 527. Xem sò sinh viên nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn. Anh nào muốn xem sò sinh viên nhắn tin em. Em nhắc lại lần nữa, anh nào muốn xem sò sinh viên nhắn tin qua cho em, số ở trên màn hình 0589 633 527. Nào xem sò sinh viên nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn nhé. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin em 0589
633 527. Xem sò sinh viên nhắn tin em không cần kết bạn nhé. Tôi thề mấy ông chơi với tôi xong đảm mấy ông ra nước sữa quá trời luôn. Mấy ông biết nước sữa là nước gì không? Có anh nào biết nước sữa là nước gì không? Anh nào chuyển phí là tắt like chơi luôn nha mấy anh ơi. Anh nào chuyển phí là tắt like chơi luôn nhé. Lên Google đầy anh ơi, nhưng mà bên Google không bao giờ có trực tiếp nha. Em nói trước, em làm là trực tiếp, mấy anh hiểu không? Em làm là trực tiếp nha. Anh nào muốn xem sò của em nhắn tin bên Zalo, số em để ở trên màn hình. Ai không thấy số lắng nghe em đọc. 0589 633 527. Thà luôn, đang cứng quá mấy anh ơi. Có anh nào chơi riêng với em không mấy anh? Chứ mấy anh toàn đi chơi với idol nhà em không mà không ai chịu chơi với em hết. Mấy anh xem gái nhà em xong mấy anh bỏ bê em hết rồi. Chẳng có ông nào thèm xem em nữa. Anh nào xem em thì nhắn tin qua đi nào. Em sẽ làm cho mấy anh sung sướng. Đúng rồi, móc ở đây là sập nhá. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em. 0589. Em nha anh Gia Bảo ơi, em nhá. Có em và có nhiều bé idol. Anh thích bé nào chơi riêng thì nhắn tin cho bé đó. Từ khi mà mấy ông nhìn tôi xong mấy ông tưởng tôi hàng ngon lắm. Đến khi mấy ông xem hàng cũng mấy bé nhà idol nhà tôi á hả. Tàn gái hồng hào. Không mấy ông bỏ tôi hết. Anh nào muốn xem sò của em thì nhắn tin bên Zalo cho em nhé. Số em để ở trên màn hình. Không 589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin em không cần kết bạn. Nga view chán thế nhỉ. Vợ cả nhắn tin không thèm trả lời. Lưu Hoàng, Lực Hoàng ơi, mày không có tiền nên tao đéo tiếp mày. Mày hiểu không? Cái loại chị Châu, mày không có tiền nên tao đéo tiếp. Ở đây là tao chỉ có tiếp những anh nào có tiền thôi. Anh nào có tiền thì tao tiếp, anh nào không có tiền thì thôi, biết sao giờ. Không có tiền đòi xem chùa mà kêu tao là sao em không rep tin nhắn. Mọi người nghĩ đi, nó đòi xem chùa, mọi người nghĩ em có nên rep tin nhắn nó không? Anh ơi nhắn tin qua đừng kết bạn. Nhắn tin qua cho em luôn đừng kết bạn. Anh nào chuyển phí offline chơi luôn nhá. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em. Số em để ở trên màn hình. Anh nào xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em nhé. Mọi người nghe em đọc số 0589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em không cần kết bạn. Anh nào xem sò nhắn tin em không cần kết bạn nhé. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin em. Thank you.
Anh nào mới follow ấn hết dấu cộng follow lại giúp em mọi người ơi. Anh nào muốn được xem sò em ấn hết dấu cộng follow lại giúp em đi ạ. Tối nay là em nha, tối nay là em like nhá. Anh nào muốn xem sò của em thì nhắn tin qua bên Zalo cho em. Mọi người ấn hết dấu cộng follow lại cho em để được xem sò nè mấy anh ơi. Ấn hết dấu cộng follow em lại để được xem sò, mau lên mau lên. Anh nào muốn xem thì follow em lại hết. Xem sò nhắn tin qua cho em số ở trên màn hình 0589633527. Sò của em bao nhiêu nước nha? Sò của em bao nhiêu nước? Anh nào xem sò nhắn tin em không cần kết bạn nhé. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em 0589633527. Lẹ đi mấy anh ơi, sắp đến giờ xem sò rồi mấy anh ơi. Có lên móc đầy đủ nha mấy anh. Anh nào tin tưởng em thì chịu hữu chơi với em sẽ không làm cho anh đó thất vọng. Còn anh nào không tin tưởng em thì mời đi qua nơi khác xem. Lẹ đi mấy anh ơi. Anh em nào xem sò nhắn tin em số ở trên màn hình. Mọi người ấn hết dấu cộng follow lại giúp em mọi người ơi. Anh em nào muốn xem ấn hết dấu cộng follow lại cho em đi ạ. Ấn hết dấu cộng follow em lại. Ấn hết dấu cộng theo dõi em lại mọi người ơi. Anh em nào không theo dõi không có xem được đâu nha. Anh em nào không follow em lại là không có xem được đâu nha. Anh nào follow anh nó mới xem được. Anh nào không follow không xem được đâu. Xem sò nhắn tin qua cho em số ở trên màn hình. Nhắn tin qua cho em số ở trên màn hình 0589633527. Anh em ơi, ok nhắn tin qua cho em nhé, số em để ở trên màn hình 0589633527. Anh nào xem sò nhắn tin em không cần kết bạn nhé. Anh nào muốn xem sò nhắn tin em không cần kết bạn. Số em để trên màn hình 0589633527. Xem sò nhắn tin em không cần kết bạn.
Thôi chơi kèo vài giây cho anh em xem nhé. Anh em follow lại hết đi, lên được 1k view em chơi kèo 3 giây nhé. Anh em follow em lại hết đi, lên lên view được 1k người xem em chơi kèo 3 giây. Mọi người follow chia sẻ cho em đi cho nó nhanh lên view. Anh em follow chia sẻ cho em đi cho nhanh lên view. Anh em follow chia sẻ cho em đi. Anh em follow chia sẻ giúp em để được xem ấy nha mọi người ơi. Anh em ấn hết dấu cộng follow lại giúp em nha mọi người. Anh em ấn hết dấu cộng follow lại giúp em. Cố gắng lên được 1k view em chơi kèo 3 giây nhé. Ấn hết dấu cộng follow lại giúp em, anh em cố gắng giúp em lên được 1k người xem em chơi kèo 3 giây nha. Anh em cố gắng lên được 1k view em chơi kèo 3 giây cho anh em xem nhé. Cố lên mọi người ơi, lên được mà 1k người xem em bắt đầu trả kèo cho anh em xem kèo rửa mắt. Anh em nào xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em. Số em để ở trên màn hình. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em nhé, số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Cố gắng lên mọi người ơi, sắp lên rồi mọi người ơi. Ấn hết dấu cộng follow lại giúp em ạ. 0589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn nhé. Cố gắng lên mọi người ơi, lên đủ được 1k người xem em bắt đầu trả kèo 3 giây nha. Cố gắng lên anh em ơi, follow lại giúp em đi ạ. Giá là 300 nha anh. Anh nào muốn xem sò của em thì nhắn tin qua cho em. Xem sò của em một ngày xem 2 lần. Mỗi lần là mỗi bé idol thay phiên nhau like cho mấy anh xem sò. Cởi hết full HD không che nhé. Anh nào muốn thì nhắn tin em. Có anh nào muốn xem sò của em ra sữa không? Có anh nào muốn xem sò của em ra sữa không nè? Anh nào muốn xem sò ra sữa nhắn tin qua cho em. Số em để ở trên màn hình. Em nhắc lại lần nữa nhé. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em. Số ở trên màn hình. 0589 633 527. Con cô thư ký là lừa đảo nha anh em. Mấy anh em tàn lộn em với con cô thư ký không ạ? Cái con cô thư ký là con lừa đảo nhá. Tuyên bố nhá. Mọi người đừng có lộn em với con cô thư ký, mọi người cũng kêu em lừa giống nó. Ông nào xem hàng của tôi rồi thì mấy ông biết tôi như thế nào. Còn con cô y tá là lừa đảo nhá. Dạ đúng rồi anh ơi, em là phò cao cấp nha. Cảm ơn anh đã khen. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em, số ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò của em nhắn tin chuyển phí offline chơi luôn nha mấy anh. Trời ơi, giờ đang cứng quá nè. Giờ đang cứng, đang thèm chơi, muốn có anh nào chơi cùng hết.
Có anh nào cũng đang cần giống em không? Anh em mình chơi với nhau đi. Mọi người ơi, có anh nào đang cần giống em không? Chơi với nhau đi anh. Anh ơi, mình chơi với nhau đi. Có anh nào không? Nhắn tin qua cho em liền nhá. Em gọi điện luôn, em sẽ giúp cho anh. Em sẽ làm cái này giúp cho anh. Chơi em chơi thì nhắn tin qua đi, không nhắn tin qua sao chơi? Ở trên này sao chơi? Anh nào xem sò của em nhắn tin bên Zalo, mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em nè. 0589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin em, không cần kết bạn nhé. Lẹ đi mấy anh ơi, sắp đến giờ xem sò rồi mấy anh ơi. Sắp đến giờ xem sò rồi, anh nào muốn xem sò thì nhắn tin em. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em nhé, số em để trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào muốn xem nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn. Anh nào chuyển phí thì em offline chơi luôn nha mấy anh ơi. Anh nào mà chuyển phí cho em thì em offline chơi luôn nhá. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em để xem sò nè. 0589 633. Có nha anh ơi, đầy đủ nha. Móc lên đầy đủ. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em. Số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Thôi giờ mấy ông follow lại vô chơi kèo 3 giây mấy ông, thì chứ tôi thèm lắm rồi đó. Ông nào muốn xem kèo 3 giây ấn hết dấu cộng follow lại, cố gắng gồng lên 1k view em trả kèo 3 giây nhá. Anh em ấn hết dấu cộng follow em lại đi. Tí nữa em cứng em nứng lên này em tuột lại cho mấy ông xem mẹ cho rồi. Mọi người follow lại hết giúp em mọi người ơi, số em để trên màn hình. 0589 633 527, nhắn tin bên Zalo không cần kết bạn. Ông nào muốn xem tôi tụt ra thì ấn hết dấu cộng follow lại cho em đi ạ. Ấn hết dấu cộng follow lại cho em. Tí nữa cuối giờ em tụt ra cho mấy anh xem nhé. Còn anh nào mà muốn chơi riêng với em để được thỏa mãn á thì nhắn tin qua bên Zalo cho em, mọi người nghe em đọc số nè. 0589 633 527. Nay cuối ngày gần cuối tháng nữa nên là anh em nào mà vô được tháng ít, anh em nào mà vô lớp học của em nhá. Em sẽ bây giờ nè, bây giờ chỉ có ngày hôm nay thôi nha mọi người, chỉ có ngày hôm nay em khuyến mại nha. Anh nào mà vô lớp của em khuyến mãi được một lần. Được một lần chơi riêng nha. Anh nào vô lớp của em, ngày hôm nay em sẽ cho mọi người được một lần chơi riêng miễn phí với em. Anh nào hôm nay đăng ký vô lớp nha, em sẽ cho mọi người chơi riêng một lần với em. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em nè. Nãy sập hả em? Dạy nãy em sập anh ơi. Hôm nãy chưa kịp trả kèo nữa, nó sập mẹ nó mất. 0589 633 527. Chỉ có ngày hôm nay thôi nha mọi người nha. Qua ngày mai là em sẽ không tính kèo nữa nha. Ông nào đăng ký vô lớp của tôi hôm nay, tôi sẽ nhận chơi riêng với anh đó một lần miễn phí. Ông nào đăng ký vô lớp thì hôm nay tôi nhận chơi riêng một lần miễn phí nha. Số em để trên màn hình. 0589 633
527. Anh nào đăng ký vô lớp của em? Không, khi nào em offline mới là hết hạn nhé. Chỉ có ngày hôm nay thôi nha. Qua ngày mai là em không tính nhé. Qua ngày mai là em không tính đâu nha. Chỉ có ngày hôm nay mọi người đăng ký vô lớp của em thì mọi người sẽ được chơi riêng với một bé idol trong lớp của em. Ok, vô lâu lâu mới được một bữa nha mọi người. Đăng ký là nhắn tin qua bên Zalo cho em. Nhắn tin qua bên Zalo cho em nhé. Mấy giờ em họp? Dạ 1:30 em họp. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em nè. 0589 633 527. Chỉ một duy nhất một hôm nay thôi nha mọi người nha. Qua ngày mai là em trở về như cũ nhé. Dạ không anh ơi, nếu mà sáng mai thì nó lại không có cái chuyện là xem riêng miễn phí được đâu nha. Trừ khi nào mấy ông vô lớp của tôi thì mấy ông sẽ được chọn một bé idol trong lớp của tôi để chơi riêng với mấy anh và không không tốn một đồng nào. Nhưng mà phải vô lớp trước nha, ông nào không vô lớp là không có xem được đâu, không có chơi riêng miễn phí đâu nha. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua bên Zalo cho em nè. 0589 633 527. Anh nào đăng ký vô lớp sẽ được chơi riêng một lần miễn phí. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em. 0589 633 527. Anh nào đăng ký vô lớp của em sẽ được chơi riêng một lần miễn phí. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua giúp em nhé. 0589. Em nói mọi người nghe, mọi người đừng có hiểu lầm. Mọi người vô muốn vô lớp là phải đóng phí, mà một khi mọi người đã đóng phí, mọi người vô được lớp của em thì mọi người mới có thể chọn ra một bé để chơi riêng, mọi người hiểu không? Mọi người nghe rõ những gì em đang nói chứ không phải là hôm nay em miễn phí. Mà em chỉ nói là anh nào vô được lớp học của em thì em sẽ cho mấy anh chọn ra một bé để chơi riêng, nhưng mà muốn vô được lớp học thì phải đóng phí nhé. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em. 0589 633 527. Lẹ đi mấy anh ơi, chơi riêng là chơi 1-1 á anh, chơi riêng là anh chơi với bé đó 1-1 á, còn vô lớp là đông người. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em nè. 0589 633 527. Anh nào chuyển phí vô lớp luôn rồi tí nữa chọn ra một bé chơi riêng giúp em nhé. Chơi riêng được một lần 30 phút. Khuyến mãi đó là khuyến mãi dành cho những người nào đã được vô lớp của em. Anh nghe không rõ, anh đừng có kêu khuyến mãi anh ơi. Em nói là anh nào đăng ký vô lớp của em, chuyển phí qua vô lớp xong sẽ được chọn ra một bé để chơi miễn phí. Còn bây giờ mấy ông đã được vô lớp đâu, mấy ông đòi miễn phí mấy ông. Của đâu mà cho mấy ông xem chùa. Anh nào đăng ký vô lớp sẽ được chọn một bé idol để chơi riêng nhé. Chọn em cũng được nha, bình thường chọn em cũng được nhá, em cũng có like mà. Mấy anh chọn em lại mừng quá cơ. Nào muốn vô nhắn tin qua cho em, phí là 300. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em ạ. 0589 633 527. Nhắn tin qua bên Zalo cho em để được đăng ký vô lớp xem sò. Đã rớt view rồi. Anh em ai mới vô là ấn thấy dấu cộng đó. Ấn thấy dấu cộng follow lại giúp em.
Mọi người ấn hết dấu cộng follow lại giúp em đi ạ. Ai không follow em không cho xem, ráng chịu nha. Ấn hết dấu cộng follow lại giúp em nhé. Ấn hết dấu cộng follow lại giúp em ạ. Ai không follow không xem được, ráng chịu. Mọi người ấn hết dấu cộng follow lại giúp em. Ông nào không follow lại tôi không trả kèo kìa. Ông nào không follow lại là em không trả kèo nhá. Ấn hết dấu cộng follow lại giúp em. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em ạ. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò của em thì nhắn tin qua bên Zalo cho em, không cần kết bạn nhé. Mọi người ấn hết dấu cộng follow em lại, em chơi kèo này mấy anh ơi. Khi nào lên được hơn 1k view em trả kèo nhé. Anh em follow lại đi mọi người ơi, cố gắng lên sắp đủ rồi kìa. Ai đăng ký vô lớp học để được xem sò nhắn tin qua cho em. Số ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào muốn vô lớp của em nhắn tin qua cho em cho xem sò nha mấy anh ơi. Mấy anh follow em lại đi mấy anh ơi. Thèm ra quá rồi, mong có anh nào ra cùng em hết trơn. Ấn hết dấu cộng follow em lại mọi người ơi. Ai không follow là không xem được đâu nha. Ấn hết dấu cộng follow lại cho em. Ấn hết dấu cộng follow lại mọi người ơi. Ai không follow không xem được, ráng chịu nha. Em nằm xuống đi á. Ok luôn, giờ mấy anh chỉ cần follow em lại là em chơi kèo với mấy anh. Ấn hết dấu cộng follow lại mọi người ơi. Ấn hết dấu cộng follow lại cho em. Ấn hết dấu cộng follow lại giúp em nhé. Anh nào không follow không xem được, ráng chịu. Đây khổ ghê. Ấn hết dấu cộng follow lại cho em. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên ZL cho em nhé. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên ZL cho em. Số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn. Số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào chuyển phí offline chơi luôn nha mấy anh. Trời ơi đang thèm, đang cứng quá mấy anh ơi. Đang thèm mà thằng cu của mấy anh mà không có anh nào cho xem hết trơn. Anh nào muốn xem sò nhắn tin bên Zalo cho em, số ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn nhé. Anh nào muốn xem sò nhắn tin bên Zalo cho em mọi người ơi. Mọi người ấn hết dấu cộng follow lại giúp em đi ạ. Ai không follow không xem được kèo 3 giây ráng chịu nha. Ai không follow lại không xem được kèo 3 giây ráng chịu. Anh nào muốn xem sò nhắn tin bên Zalo cho em. Không 589 633 527. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo giúp em mọi người ơi. Số em để ở trên màn hình nhé.
Anh nào muốn xem sò nhắn tin bên Zalo cho em. Số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin bên Zalo cho em mọi người ơi. Giấc mơ mày chuyển cho tao bao giờ giấc mơ? Mày bớt xàm lờ đi mày ơi. Em nói mà khi nào lên đủ 1k view là em bắt đầu em cởi ra cho mọi người xem thôi. Cứ lên đủ trên 1k view là em trả kèo cho mọi người thôi. Anh nào muốn xem sò nhắn tin bên Zalo cho em, số ở trên màn hình. Không 589 633 527. Anh nào muốn xem sò nhắn tin em không cần kết bạn. Sơn ơi, tao gọi điện mày lên la, mày đừng có ngồi mày sủa dữ. Sơn ơi, lên la Sơn, lên. Cái con mẹ mày, mày nói tao bố mày nghe coi. Tao lời cái con đây, mẹ hello. Mày. Alo. Alo cái mẹ bố mày á. Số em để ở trên màn hình. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em nhé. 0589 633 527. Bạc Bảo lên like đi Bạc Bảo. Mày lên like mày đứng ngồi dưới mày sủa mày lên like đi. Nếu mà là một thằng đàn ông thật sự thì mày lên like hội tao quá. Mày đứng ngồi dưới mày sủa làm gì hết á. Mày lên like đi mày sủa đi, tao chuyển tiền cho chơi nè. Nhục. Zalo cho em. Số em để ở trên màn hình. 0589 300 nha. 0589 633 527. Sơn ơi lên like Sơn. Ủa này tôi gọi mày chạy đâu vậy Sơn? Sơn ơi. Sao mày bố mày nghe coi. Con mẹ mày làm gài với tao mày có biết không? Ta cho em, số em để ở trên màn hình. Long ơi lên like, Long ơi lên like, lên like. Thằng nào kêu tao lừa cứ lên like cho tao. Lên like, lên like, lên like. Lên like đi Long. Ôi nhục thế Long. Mẹ mày để cho mày cái tên Long đẹp thế mà sao mày nhục vậy Long. Mẹ mày chết chưa? Tao chù cho mẹ mày bị tông xe chết. Bố mày hả, đi làm bị người ta đập cho chết nhá. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em, số ở trên màn hình. 0589 633 527. Số em để ở dưới màn hình, anh em nào ok nhắn tin qua cho em. Sao còn thằng nào kêu tao lừa không? Lên luôn Sơn. À thằng Sơn đi học nhỏ. Mày lên với mẹ mày ngồi bị sủa hoài à. Mày đứng quá rồi nói sao? Sao mày lên? Mày mở cam ra. Mày mở cái cam mặt chó mày ra. Tôi kêu mày mở cái cam mặt chó mày ra. Có hỏi nè, bố mẹ mày tung xe chết hết chưa? Có thằng nào, có con nào chết hết chưa? Bố mẹ mày chết. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em ở bên Zalo, số em để ở trên màn hình. 0589
là muốn xem sò nhắn tin qua cho em, số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em nhé, số em để ở trên màn hình. Khuyến mãi đi em ạ. Ok, giờ anh em follow đi, em khuyến mãi cho 3 giây nè. Anh em follow lại đi, em khuyến mãi cho 3 giây. Thôi người ta nói sao người ta chứ hơi đâu mà cãi. Chẳng qua em tức anh. Anh em follow lại em khuyến mãi cho 3 giây nha mọi người ơi. Ai em nào mới vô like của em thì ấn hết dấu cộng follow lại cho em. Em khuyến mãi cho 3 giây nhá. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em. Không năm tám chín sáu ba ba năm hai bảy. Cố gắng gồng lên một ca view mọi người ơi. Cố gắng gồng lên một ca view, em trả kèo nhé, mau lên mọi người ơi. Cố gắng gồng lên một ca view, em sẽ trả kèo 3 giây nha. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua bên Zalo giúp em. Em ABC sò bên đó nhé. 0589 633 527. Anh em kéo hết follow lên giúp em đi ạ. Anh nào không kéo lên mà sao mà chơi được, phải follow lại hết mới xem được chứ. Anh nào muốn xem sò của em nhắn tin qua bên Zalo cho em nhé. Số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Dạ tối nay là em ABC sò nha mấy anh ơi. Anh ơi xem cả tháng lận nha anh. Mỗi ngày là xem mỗi bé idol sò, xem sò của mỗi bé nhé. Anh nào muốn xem thì nhắn tin qua cho em. Mọi người nghe em đọc số nhắn tin qua cho em. Anh nào chuyển phí thì offline chơi luôn, không cần kết bạn nhé. Số ở trên màn hình. Nghe em đọc số nè mọi người ơi. 0589 633 527. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em, không cần kết bạn. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em, số ở trên màn hình. 0589. Để em nhảy cho nó lên view cho anh em cố gắng được xem nhé. Không năm tám chín sáu ba ba 527. Anh em nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em nhé. 0589 633 527. Cố gắng lên view anh em ơi. Cố gắng lên view để được xem sò nào mấy anh ơi. Số em bẻ trên màn hình nhá. Anh nào muốn xem sò nhắn tin em. Mọi người nghe em đọc số rồi nhắn tin qua cho em.
0589 633 527. Xem sò nhắn tin bên Zalo cho em, không cần kết bạn. Lẹ đấy mấy anh ơi. Anh nào ok ấn hết dấu cộng follow lại giúp em nhé. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em, số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Tiến ơi lên like đi Tiến ơi. Lên thì không dám lên. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em, số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Bao ra nước nha anh ơi. Việt Phương ơi, mày bị tao lừa bao giờ chưa mà mày nói cái giọng đó với tao? Đừng có để tao chửi. Muốn ngồi đây xem chùa thì xem, còn không muốn xem chùa thì cút. Anh em follow em lại nhá. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em, số ở trên màn hình. 0589 633 527. Hello bạn bối. Cố gắng lên anh em ơi. Em nói thiệt mọi người luôn, em cho mọi người xem vài giây đó chuyện bình thường. Nhưng mà những cái thằng nó mất dạy quá, nó chơi chẹn quá, nên là em không cho mọi người xem miễn phí là như vậy đó. Ông nào tử tế với tôi cho xem, ông nào không tử tế thì thôi, miễn. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua bên Zalo cho em nhé, số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn nhé. Nhắn tin qua cho em đi mọi người ơi, sắp đến giờ xem sò rồi nha mấy anh ơi. Ôi view không đủ à. Anh nào muốn xem sò nhắn tin qua cho em, số em để ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào xem sò nhắn tin qua cho em, không cần kết bạn. Cố lên mọi người ơi. Đấy anh em cùng nhau cố gắng đi rồi em cho xem. Mọi người nói chuyện ngọt ngào với em, nhẹ nhàng với em thì em cho mọi người xem là chuyện bình thường. Đừng có vô đây kêu em ơi, em không cho anh xem chùa là em lừa anh, là em chửi chết mẹ luôn đó. Anh nào xem sò nhắn tin bên Zalo cho em nhé, số ở trên màn hình. Anh nào xem sò nhắn tin bên Zalo cho em, số ở trên màn hình. 0589 633 527. Anh nào chuyển phí em offline chơi với anh đó luôn nhé. Việt Phương ơi, nhắn tin qua cho đây. Việt Phương đâu? Tin nhắn chuyển khoản, mày chuyển khoản cho ai, tên gì, số tài khoản tên gì, ngân hàng gì, đây gọi cho mày lên live. Ôi bốc ở dưới mày sủa, mày lên live mẹ đi mày ơi. Mày lên live đi. Ủa mày kêu tao lừa mày sao mày không dám lên live mày? Giờ mày lên live đi Việt Phương ơi, tao chuyển lại cho 10 triệu. Mày lên live tao chuyển cho mày 10 triệu, mày đừng có tắt. Mày lên live cho tao. Ủa mày kêu tao lừa mà, mày lên live tao chuyển lại cho 10 triệu nè, mau lên.
Mau lên mau lên. Gọi điện đéo dám lên đấy. Sao con trai mà nhục như con chó vậy trời. Mày là chó hay là mày là người vậy hả? Cái thằng Việt Phương kia. Mày là chó hay mày là người? Bố mấy cái bọn hẻm lờ. Cãi chi với thằng đó em. Em đã nói rồi, em đã nói mọi người nghe một câu. Mọi người công nhận không? Em đã dám chơi kèo 3 giây, 4 giây với mọi người. Thì mọi người nghĩ xem. Chả lẽ em đi lừa mọi người vài ba đồng bạc cho nó mang tiếng. Nó lừa đấy, hàng con này bị lỡ ghê lắm anh em. Rồi lên like. Thằng nào cứ kêu tao lừa là lên like hết cho tao. Ủa mày ơi, mày kêu tao lừa, tao cho mày xem hàng của tao. Mày nghe thấy mắc cười không mày? Mày ăn gì mày ngu vậy? Mày có được bố mẹ mày dạy mày đi học không? Ở cái thằng kia ở thị xã bến cát kia, có loại mày á, bố mẹ mày chết hết rồi hả? Nó phá em á em. Em đã nói mọi người rồi, anh nào chứng minh được là em lừa, em sẵn sàng chuyển cho 10 triệu. Em sẵn sàng quỳ gối trước đây, em cởi hết đồ ra cho mấy anh xem. Em tuyên bố thật một câu, mấy anh có thể quay phim quay video lại nếu như em lừa. Em sẽ sẵn sàng em cởi hết đồ em quỳ lại dưới chân của mấy anh. Lên la đi Joker, giờ mày ngồi dưới mày sủa hoài vậy Joker. Mẹ cái mặt mày như mặt lờ hết hả? Thấy thằng Joker ghê trời, những mặt lờ của nó nè. Trời ơi. Để em xem cái mặt lờ của nó coi. Ôi trời ơi, những cái mặt lờ của nó nè mọi người ơi. Ôi trời ơi, cái mặt này á, ta cũng muốn lừa mày lắm nha. Cái mặt mày như mặt mày hãm quá. Mặt mày hãm lắm chất cơ, thề ta không muốn ấy mày luôn á. Trời ơi, những cái mặt lờ của mày nè. Trời ơi, hãm vãi đái luôn á. Mặt mày chắc bố mẹ mày chắc cũng phải bị tật nguyền lắm mới đẻ ra được cái loại chó như mày. Sao thằng nào kêu tao lừa tiếp đi, thằng nào kêu tao lừa tiếp đi, tao gọi lên like hết. Anh nào muốn xem sò nhắn tin bên Zalo cho em, số em để ở trên màn hình. Em thấy em không có muốn nghiệp đâu, nhưng mà em tức quá em phải chửi thôi. Nó chưa lên đã kích thôi, mày lên mạng mày lên hộ nó luôn đi Linh. Lên lọt gì mà lên hộ nó mày đâu? Sao mày sủa tao nghe coi. Alo. Không có alo Alex gì ở đây, mày sủa tao nghe coi. Mày có phải là có cái ạc, có cái nick Zalo tên là Kiểu Chuối đúng không? Kiểu Chuối cái mẹ bố mày á. Tao còn có cái tin nhắn mẹ, của mày đấy. Mày mẹ cái mồm chó của mày lại đi, bố mẹ mày chết hết rồi hả? Hay là để tao chù cho chết nha. Nick ông Sơn mà. Ông Sơn là ông nào? À, nít thằng Sơn hồi nãy đúng không? Nít thằng Sơn hồi nãy đúng không? Mấy em thề luôn, em không muốn chửi nhau một chút nào mà tụi nó phải làm chặt điên cho em chửi không à?